Đảng dân chủ đối lập tại Thái Lan tiếp tục khẳng định sẽ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào ngày 2 tháng 2, trong khi các đảng phái chính trị khác đã bắt đầu đăng ký danh sách ứng cử viên vào ngày thứ hai. Lãnh đạo đảng dân chủ Abhisit Vejjajiva cho biết nên hoãn lại tổng tuyển cử cho đến khi có cải cách chính trị tại Thái Lan. Đảng dân chủ thấy rằng Thái Lan cần phải có cải cách để có được lòng tin của mọi người. Thêm vào đó, đây không phải là thời gian tranh cử, có rất nhiều người nghi ngờ có khả năng cải cách trong tình trạng chính trị như hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định phối hợp với người dân để thúc đẩy cải cách. Lãnh đạo phe đối lập cũng đã phủ nhận việc đảng Dân Chủ tẩy chay cuộc bầu cử là một cách để tránh thua cuộc. Tôi không nghĩ đảng Pure Thái sẽ có nhiều phiếu như trước đây. Người dân không hài lòng với dự luật ân xá, trong khi đó mức độ ảnh hưởng của đảng Dân Chủ đang tăng lên. Trả lời những cáo buộc rằng đảng Dân Chủ Thái Lan sẽ gây trở ngại cho cuộc tổng tuyển cử, ông Abhisit cho biết đảng của ông sẽ không làm như vậy. Tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ cản trở cuộc bầu cử. Tôi nói rằng tôi sẽ không tác động đến cuộc bầu cử. Lãnh đạo phe phái chống đối chính phủ Su Thep Suban, người trước đây từng là phó thủ tướng dưới thời cầm quyền của đảng Dân Chủ Thái Lan cho biết, các cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi bà Dinh Lức Sinawatra từ chức. Các cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi bà Di Luật Sinawat từ chức. Bình luận về các phát ngôn của ông Suthep, ông Abhisit cho biết, cựu phó thủ tướng này không còn liên hệ gì với đảng Dân Chủ.